Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khanh. Ngày hôm nay trong video này thì Khanh sẽ không có giới thiệu chi tiết về xe. Ngày hôm nay thì trên chiếc Ford EcoSport này thì Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái đồ chơi nhẹ nhẹ trên chiếc EcoSport này. Thì hiện tại thì xe vừa trưng bày lên showroom thì Khanh cũng có thấy cũng được trang bị một số đồ chơi cho xe. Thì ngày hôm nay Khanh sẽ quay và giới thiệu cho các bạn xem. Thì đây là phần phía trước của xe, thì đố các bạn trên phần trước của xe sẽ được gắn thêm phần gì. Đó, nó sẽ có một cái điểm khác so với lại trên cái phiên bản phiên bản zin đó, có nghĩa là phiên bản mà chưa có trang bị thêm cái đồ chơi. Thì Khanh cũng trong video này Khanh cũng chia sẻ thêm đó là cái đồ chơi nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, chứ không phải là đồ chơi gì mà nó hầm hố mà nó to tát lắm trên chiếc Eco này. Thì đây thì phần mà Khanh sẽ quay cái thay đổi nhỏ ở đây nè các bạn, đồ chơi lắp thêm đó các bạn. Thì ở đây phần đèn pha của chúng ta đã có một cái viền mạp rơm xung quanh. Đây Khanh sẽ quay cận cho các bạn xem cái viền mạp rơm xung quanh này. Đây nè các bạn, đó, cái viền này thì sẽ bảo vệ cái phần đèn pha chống trầy xước đối với cái đèn của chúng ta đó. Thì Khanh thấy lắp thêm nó cũng là rất là đẹp đó. Thì Khanh quay Khanh chia sẻ cho các bạn xem. Thì nếu mà các bạn và các anh chị nào có nhu cầu về cái phần viền đèn này thì các bạn và các anh chị cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Khanh, đó là 0933 834 796. Ở đây nữa các bạn, ở đây. Và cái phần được trang bị thêm ở đây nữa đó là về cái chén cửa. Cái này người ta được gọi là chén cửa, ốp vào cái tay nắm cửa ở đây. Để tác dụng của cái chén cửa này có nghĩa là sẽ giúp cho khi mà chúng ta mở cửa, thường xuyên mở cửa ra vô thì nó sẽ không bị trầy cái lớp sơn ở bên trong cái tay nắm cửa này. Ngoài ra thì cái phần ngoài này nè các bạn, ngoài này chúng ta sẽ có thêm một cái bộ là ốp tay nắm cửa nữa đó. Nhưng mà cái này thì hiện tại xe bên Khanh trưng bày cũng chưa có lắp được cái ốp vào. Thì nếu mà các bạn và các anh chị nào muốn lắp luôn cái tay ốp cho xe EcoSport thì 2018, 2019, 2020 nó đều giống nhau hết. Nên là các bạn và các anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Khanh để Khanh hỗ trợ, Khanh tư vấn cho các bạn về cái phần ốp này. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có thể lắp thêm một cái che mưa nữa, một cái vè che mưa cho bốn cánh cửa chúng ta nữa. Nhưng mà hiện tại ở đây bên Khanh chưa lắp kịp. Đó, thì các bạn và các anh chị nào muốn trang bị thêm cho chiếc Eco chúng ta thì các bạn và các anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Khanh qua số điện thoại là 0933 834 796. Ngoài ra thì các bạn và các anh chị muốn sở hữu một chiếc xe EcoSport thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với Khanh luôn. Sẵn đây thì Khanh sẽ quay một vòng bên trong cho các bạn và các anh chị cùng xem. Thì trong cái kênh YouTube của Khanh thì có rất là nhiều cái video về xe EcoSport rồi, nhưng mà ngày hôm nay Khanh sẵn quay về cái trang bị nhẹ nhẹ cho chiếc EcoSport. Thì Khanh cũng tranh thủ quay thêm một cái dòng bên trong xe để cho các bạn và các anh chị cùng xem. Đây là bảng titanium trang bị là ghế da. Bảng titanium này thì sẽ có sẵn cái phần cửa sổ trời ở bên trên đó. Rồi, trang bị tay nắm cửa hay còn gọi là chén cửa, bên ngoài này là tay nắm cửa đó, rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Rồi thì ở đây thì mình sẽ có một cái trang bị nhỏ ở đây nữa, đó là phần ốp cái nắp nhiên liệu này, được gọi là nắp nhiên liệu, cái nơi mà chúng ta sẽ đổ xăng đó các bạn, đổ xăng. Thì cái phần nắp nhiên liệu này thì các bạn khi mà các bạn ốp cái mạp rơm như thế này á thì nó làm cho tạo cái điểm nhấn cho cái phần nắp nhiên liệu nó sáng lên, trông rất là đẹp, sáng lên. Ngoài ra thì nó cũng làm một cái dấu cho chúng ta biết được là ở đây nắp nhiên liệu chúng ta nó nằm bên này, nó cũng rất là tiện lợi khi mà chúng ta đổ nhiên liệu ở tất cả những cây xăng dầu, nó rất là tiện. Đối với đèn pha phía trước có một cái viền ốp mạp rơm thì đèn sau nó cũng như vậy nha các bạn, nhưng mà do bên Khanh hiện tại là chưa có ốp lên đó thì nó sẽ có một cái ốp ở nữa, một cái ốp dành cho cái đèn phía sau
để phía sau. Eco Sport đó. Phiên bản là Titanium. Rồi thì bây giờ là Khanh quay về cái một số cái đồ chơi nhẹ nhẹ cho xe Eco Sport, thì Khanh cũng tranh thủ quay một xíu bên trong xe cho các bạn xem. Đó. Bên trong xe. Tất cả những cái đồ chơi mà cho xe thì bên Khanh đều có hết. Bên Khanh đều có hết nên là các bạn và các anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Khanh. À, còn một cái nữa mà Khanh thấy một số khách hàng của bên Khanh nó hiện tại lắp, đó là một cái ốp mạ chrome ở bên đây để bảo vệ cái phần kính chiếu hậu của mình ở bên đây nữa, bảo vệ cái đèn xi nhan của kính chiếu hậu nữa. Nên là các bạn và các anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Khanh để được Khanh tư vấn cụ thể hơn về xe cũng như là về một số cái trang thiết bị để mình trang bị thêm cho chiếc xe của chúng ta để tăng cái độ thể thao và cái độ cứng cáp cho cái dòng xe của chúng ta. Đó. Đối với phiên bản Titanium thì nó sẽ có sẵn cái phần ốp mạ chrome như thế này. Cái ốp mạ chrome như thế này là nó có sẵn trên phiên bản Titanium. Còn nếu mà các bạn và các anh chị mình sử dụng cái dòng xe mà phiên bản Trend hoặc là phiên bản Ambient, nó sẽ không có cái ốp này. Hiện tại bên đại lý của Khanh cũng cung cấp luôn cái ốp mạ chrome cho chiếc EcoSport luôn nha các bạn. Đó. Và bên Khanh thì cũng có là cung cấp cho quý khách hàng bao tay lái nè, cũng giống như là bao tay lái của xe, bao tay lái da của xe, hoặc là một số cái khi mà các bạn các anh chị mình đi xa đó thì cũng sẽ bị mỏi cổ hay là cái lưng của chúng ta ngồi lâu nó sẽ bị mỏi, thì bên Khanh cũng có bán thêm cái về cái gối đầu và cái lưng phía sau, cái gối và cái lưng phía sau nữa, rất là tiện lợi. Hiện tại thì bên Khanh cũng cung cấp luôn camera hành trình, nên là các bạn và các anh chị nào mình muốn lắp cho xe thì cứ chạy xe đến đại lý của Khanh và Khanh sẽ tư vấn cho các bạn và các anh chị camera hành trình nó phù hợp nhất với mình và những cái phụ kiện kèm theo xe đó. Ngoài ra thì bên Khanh cũng cung cấp luôn áo trùm xe cho tất cả những cái dòng xe bên Khanh. Hiện tại thì bên Khanh cung cấp luôn áo trùm xe đó, thì các bạn và các anh chị nào khi mà mình là có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ cho Khanh. Ngoài ra thì trên chiếc EcoSport này các bạn và các anh chị cũng có thể thấy là nó sẽ không có phần bệ bước chân, thì bên Khanh cũng trang bị thêm bệ bước chân luôn, nên là nếu mà các bạn và các anh chị nào mình muốn trang bị cho chiếc xe của chúng ta hiện tại đang đi, hoặc là có nhu cầu chuẩn bị sắm cho chúng ta một chiếc ô tô mà về EcoSport mà không có bệ bước chân, thì các bạn và các anh chị cứ liên hệ với Khanh để đến trực tiếp bên Khanh, và đại lý bên Khanh thì luôn luôn có bệ bước sẵn để hỗ trợ lắp cho tất cả các quý khách hàng. Còn bây giờ thì chắc video này Khanh sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.